Toyota Fortuner 2021 bất ngờ đổ bộ tại đại lý trước ngày ra mắt. Toyota Fortuner 2021 đã về tới đại lý, cho thấy mẫu SUV cỡ trung Nhật Bản đã sẵn sàng cho ngày ra mắt chính thức. Những chiếc Toyota Fortuner 2021 đầu tiên bắt đầu được đưa về một số đại lý trên toàn quốc, chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức ngày 17 tháng 9 tới đây. Giá bán chưa được công bố. Trước đó, một chiếc Fortuner 2021 phiên bản Legender bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Hà Nội. Fortuner 2021 là bản nâng cấp giữa vòng đời, nên không có quá nhiều thay đổi ở ngoại hình. Kiểu dáng tổng thể quen thuộc của mẫu SUV 7 chỗ này vẫn giữ nguyên. Phần đầu được làm lại với cụm đèn giao diện LED mới, lưới tản nhiệt lớn hơn với họa tiết tạo hình 3D, đèn hậu cũng đổi giao diện LED, cản sau khác biệt và bộ vành 18 inch mang thiết kế mới. Ở phiên bản lần này, Toyota Fortuner 2021 tại Việt Nam có phiên bản cao cấp Legender, giống như thị trường Thái Lan. Chiếc xe trong bài viết thuộc phiên bản máy dầu, số sàn, thiết kế nội thất sẽ ít thay đổi hơn. Tiện nghi được nâng tầm với màn hình cảm ứng mới, kích thước 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, màn hình thông tin sau vô lăng có màu sắc, sạc điện thoại không dây, cổng sạc cho hàng ghế sau. Toyota Fortuner 2021 được tích hợp khá nhiều công nghệ hiện đại mà chủ yếu tập trung vào an toàn như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng khoảng cách. Những tính năng này nằm trong gói Toyota Safety Sense tương tự trên mẫu bán tải Hilux và mẫu xe hoàn toàn mới Corolla Cross. Xe còn được bổ sung camera 360 độ. Trước đó, website chính thức của Cục Đăng Kiểm đã đăng tải giấy chứng nhận kiểm định của Toyota Fortuner 2021 tại Việt Nam. Cụ thể, xe lắp ráp trong nước có hai tùy chọn động cơ, gồm động cơ dầu 2.4 lít mã 2G DFTV và 2.8 lít mã 1G DFTV. Trong đó đáng chú ý là động cơ dầu 2.8 lít được nâng cấp công suất lên 201 mã lực tại 3.400 vòng trên phút và mô-men xoắn 500 Nm tại 1.600 vòng trên phút. Đây là động cơ vừa được giới thiệu trên Hilux 2020 tại Việt Nam. Còn bản máy xăng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, ra mắt trong tháng 10. Toyota Fortuner thuộc phân khúc SUV cỡ trung, cạnh tranh trực tiếp với Kia Sorento thế hệ 4 vừa ra mắt tại Việt Nam và Mitsubishi Pajero Sport 2020 đang dục dịch xuất hiện. Trong 2 tháng trở lại đây, mẫu xe Nhật chỉ đạt doanh số hơn 400 xe do nguồn hàng không còn nhiều và khách hàng đang chờ đợi phiên bản mới. Giá Fortuner bản cũ được giảm khoảng 40 đến 150 triệu đồng tại đại lý